Kỳ làm gì? Chị phá. Bây giờ chị chơi ghép chú ba níp. Chị Kỳ phá vô rồi có ba níp hả? Ờ con nói chị Kỳ sao? Chị no. No hả? Miếng sách vở đi đâu vậy? Hả? Đi chợ hả? Cảm ơn mẹ. Mẹ ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Con cơm chưa? Dạ ăn cơm chưa? Con cơm rồi hả? Mẹ ăn sandwich. Mẹ ăn sandwich. Ăn gì nữa? Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm thịt. Cái thịt. Ăn cơm với thịt hả? Ngon không? Dạ dạy. Dạ đậu. Dạ đậu hả? Đậu hũ phải không? Hũ. Rồi ăn cái gì nữa? Con tắm chưa? Tắm. Đã đậu mi, đã đậu mi. Mi ơn. Đã mi mi. Đã chi chi. Chi chi là cái gì? Oh oh. Oh no.